9 nốt ruồi đại phú đại quý trên khuôn mặt đàn ông, ai sở hữu thì dễ giàu sang sung túc. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Như quý anh chị đã biết, không phải vô duyên vô cớ mà nốt ruồi lại xuất hiện trên cơ thể con người. Theo các nhà nhân tướng học, từ xa xưa tới nay, nếu nam mệnh có một trong 9 đặc điểm nốt ruồi tại vị trí này, sẽ là những điểm báo mang lại may mắn và phú quý cho mệnh chủ. Đầu tiên đó là nốt ruồi quanh cằm. Theo nghiên cứu, những người có nốt ruồi ở quanh cằm đều rất giàu có sung túc. Sự giàu có này của bạn không chỉ là một trong những khoảng thời gian mà nó sẽ kéo dài đến suốt cả cuộc đời. Những người sở hữu nốt ruồi này đều là những người có đầu óc kinh doanh, luôn tận dụng mọi thời cơ để phát triển. Lĩnh vực mà họ thành công nhất có thể kể đến như là bất động sản. Nếu đàn ông mà có nốt ruồi ở dưới cằm phía bên phải thì cho thấy họ là người rất khoáng đạt và hào sảng. Họ luôn coi trọng gia đình, sự nghiệp lên hàng đầu. Tuy nhiên thì những người có vị trí nốt ruồi này lại không giữ được tiền. Họ rất giỏi kiếm tiền nhưng lại khó giữ tiền. Vì thế, với những người có nốt ruồi ở vị trí này thì nên nhờ một người đáng tin cậy như mẹ hay là vợ để giữ tiền hộ cho mình. Nốt ruồi ở trên môi. Những người có nốt ruồi ở trên môi là những người rất nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Vị trí nốt ruồi này cho thấy những người đàn ông này khéo léo ăn nói, được lòng mọi người. Nếu người đàn ông sở hữu nốt ruồi này thì cuộc sống của họ không chỉ đủ ăn đủ mặc mà họ sẽ ngày càng sung túc đầy đủ và thành công như mong đợi. Nhưng khi vận may đã tới, họ cần phải biết tận dụng thời cơ và cơ hội của mình để thay đổi và phát triển. Như vậy, tiền tài mới thêm rủng rỉnh. Nếu những ai mà sở hữu nốt ruồi ở giữa môi trên không những khéo ăn nói, giao tiếp tốt mà còn biết cách quản lý tài sản tiền bạc của mình. Đây là một trong những nốt ruồi cực kỳ may mắn, mang đến cho người sở hữu sự may mắn và thành công. Nốt ruồi trên mũi. Trong nhân tướng học, trên khuôn mặt con người, mũi được xem là cung tài chính, bởi nhìn vào mũi sẽ cho chúng ta biết được cuộc sống sau này của mỗi người. Mũi càng đầy đặn, tài sản của người sở hữu sẽ càng ngày càng phát đạt. Nếu chóp mũi càng đầy đặn thì lại càng thể hiện nguồn thu nhập của chủ nhân càng dồi dào. Trong khi đó, cánh mũi càng dày thì ám chỉ sự tích lũy của cải càng tăng. Nếu một người đàn ông có vị trí nốt ruồi như vậy, cho thấy họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Không những như vậy mà họ còn lo ổn định kinh tế, giữ tiền bạc của cải rất khoa học. Nốt ruồi ở giữa hai lông mày. Vị trí trong khoảng cách giữa hai lông mày được gọi là cung kinh doanh. Nó sẽ thúc đẩy phát triển sự nghiệp của người đàn ông. Nhìn nốt ruồi ở giữa hai lông mày thì có thể đoán định được cát hung phúc họa đời người. Thường những người có nốt ruồi giữa hai lông mày này khá là thông minh, có đầu óc kinh doanh nhạy bén, tiền tài hậu vận đều tốt. Nếu người đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này thì nền kinh tế của họ ngày một phát triển không ngừng, việc làm ăn buôn bán vô cùng thuận lợi, con đường công danh của họ sẽ ngày càng được củng cố. Nốt ruồi ở trán. Ông cha ta quan niệm rằng những người có nốt ruồi ở trán là những người có công tư phân minh, rạch ròi thắng đen, họ là những người đại diện cho công lý, luôn bênh vực lẽ phải, được mọi người tín nhiệm. Người đàn ông sở hữu nốt ruồi này có tiền đồ sáng, sự nghiệp thăng hoa. Họ là những người thông minh, tự biết cách để gây dựng cơ đồ cho bản thân. Vận may tới, họ nhanh chóng biết đón nhận và phát triển sự nghiệp của mình. Nốt ruồi gần cổ. Một người đàn ông mà có nốt ruồi gần cổ là những người thông minh và có thể sử dụng tốt mọi nguồn lực, khả năng của mình để khiến bản thân tốt hơn. Với khả năng đầu tư kinh doanh thì họ sẽ nhanh chóng thành công, tăng sự giàu có của mình. Những người có nốt ruồi ở gần cổ rất thích đi du lịch, làm việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thích hợp với những ngành nghề nghiên cứu về khoa học kỹ thuật. Nhìn chung, họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đời sống hôn nhân gia đình viên mãn. Nốt ruồi ở gò má phải. Nếu người đàn ông có nốt ruồi ở vị trí này, đa số là những người có thành tích tuyệt vời trong sự nghiệp tương lai của bản thân. Người đàn ông có đặc điểm này là những người có cách ứng xử rất khéo léo. Cùng với tài năng của mình, họ được rất nhiều người yêu thích và ủng hộ. Theo nhân tướng học, người mà có nốt ruồi trên gò má bên phải thì đây đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng. Khi có gia đình rồi, họ chỉ biết chăm lo cho gia đình.
Ngoài ra, còn là những người đàn ông khéo léo trong việc chăm sóc con cái và mang đến những điều bất ngờ cho gia đình. Nốt ruồi ở khóe mắt phải. Sự thông minh, danh mãnh chính là đặc điểm mà người đàn ông sở hữu nốt ruồi ở khóe mắt phải. Họ là những người có tham vọng, hoài bão, chu đáo cho mọi vấn đề từ gia đình cho tới sự nghiệp, từ đó mà họ được mọi người đề cao. Đây chính là đặc điểm của những người dễ thành công. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, những người đàn ông sở hữu đặc điểm này đều vượt được qua và luôn gặp được quý nhân phù trợ. Nốt ruồi trên đỉnh đầu. Thông thường, mọi người thường quan tâm đến nốt ruồi ở trên cơ thể mà chẳng mấy khi quan tâm đến nốt ruồi trên đỉnh đầu. Nó có rất ít người có nốt ruồi trên đỉnh đầu và theo nhân tướng học, nốt ruồi này được coi là điểm may mắn. Những người có nốt ruồi này sẽ gặp được rất nhiều may mắn, khiến nhiều người ghen tị. Cuộc sống của những người sở hữu nốt ruồi trên đỉnh đầu sẽ sung sướng hơn. Họ không quá vất vả, lo ổn định kinh tế, cải thiện điều kiện sống. Nhờ vậy mà gia đình thêm hạnh phúc và đầm ấm. Tuy nhiên, vận may của những người có nốt ruồi trên đỉnh đầu, tài lộc kéo đến và cuộc sống của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn. Nối tiếp trong chương trình lần này, Phong thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những tuổi khi mà có đặc điểm trên sẽ càng giàu có may mắn trong năm 2020. Có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ nam mệnh tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng. Những nam mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên rơi vào năm Canh Tý 2020, tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói, vận thế không tệ. Những nam mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các thinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài. Tài tinh lại hợp thân cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn, trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên năm nay về vận tài lộc tương đối hanh thông. Nam mệnh chủ tuổi này nhận được tài lộc từ công việc của chính mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vượng vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt lấy cơ hội tốt này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý thì bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp theo trong danh sách sẽ là gia chủ nam mệnh tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của nam mệnh tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tải cát tinh. Thương quan sinh thứ tải mà thái tuế, tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì tí Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển, vì vậy mà mệnh chủ tuổi Sửu trong năm nay nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Giá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của nam mệnh tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm ăn thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao. Các kế hoạch đề ra cũng chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà cũng nhiều như nước. Bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình.
Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với nam mệnh tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạch tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cần cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc diệp. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, chọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyển học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, hãy tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc thì cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tạo cảm giác niềm vui và cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Hằng ngày thì nên tập luyện thể dục thể thao, cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân và gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để cuộc sống được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta sẽ là các mệnh chủ nam mệnh tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều sự giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa thái tuế là thương quan của nam mệnh tuổi Thân. Điều này có nghĩa là nam mệnh tuổi Thân năm nay có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận mệnh năm 2020 của những nam mệnh tuổi Thân rất cát lành. Những mệnh chủ nam mệnh tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như là văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân cũng được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến. Vì là năm của sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá, hơn nữa tứ lục văn xương tinh đến là khôn của thân. Một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, văn nghệ, thiết kế, đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho nam mệnh tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp thân, mệnh chủ nam tuổi Thân có vận thế trong năm rất vượng về nhân duyên. Cuộc sống có nhiều hơn là sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam mệnh tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân thì nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Nam mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp với thái tuế, cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho mình, năm 2020 hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc của mình. Và tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là những nam mệnh tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận.
Năm Canh Tý dần thổ lộ xuất thiên quan, Thái Tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho Tuế Can Canh Kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm được nhiều may mắn. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp nam mệnh tuổi Dần năm 2020, về cơ bản sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tý này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ thì dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra thì Thái Tuế Tý Thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trường bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các dự án có tính lưu động như là thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên thì vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn Thái Tuế nên vận trình ban đầu có nhiều gian nan lận đận. Nam mệnh tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho nam mệnh tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cẩu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ thì nên để tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với các động vật như là chó, mèo để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của nam mệnh tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, chuyên học hành thi cử lấy bằng cấp chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song mệnh chủ cũng đừng quá là chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh, cần phải chủ động tìm kiếm nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học tập thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ nam mệnh tuổi Tỵ. Nam mệnh tuổi Tỵ vào năm 2020 thì phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, Tuế Can Canh thổ lộ xuất chính tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ hỏa xung đột mạnh. Về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm tăng thêm thu nhập tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn dường như là cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này, đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Nam mệnh tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020, đòi hỏi phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh, gây ra xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây hỏa táng tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ năm Canh Tý, chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền mất của mà còn có nguy cơ vướng phải vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng, chịu thiệt.
nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho thân mình lạc quan, yêu đời, tự tin vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết mình để gây dựng chịu đựng cho bản thân, nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp các việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.